Mình xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy mới về một sản phẩm, đó là chiếc xe Vios được sản xuất vào năm 2019. Và đây là một phiên bản G số tự động nha các bạn, phiên bản sử dụng cho gia đình. Bản G là một trong những bản cao cấp nhất của dòng Vios. Xe được trang bị 7 túi khí và đầy đủ các tính năng an toàn trên xe nha các bạn. Đây các bạn có thể xem về chiếc xe Toyota Vios 1.5 bản G. Thì chiếc xe này về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe còn rất là đẹp. Thì hầu như là chiếc xe về thì bên Huy chủ yếu là đánh bóng, vệ sinh lại ngoại thất, nội thất cũng như là vệ sinh động cơ, vệ sinh gầm các bạn. Còn nước sơn thì hầu như còn rin nha các bạn. Với một mẫu xe rất nhiều các anh chị và các bạn ưa chuộng, thì Vios là một trong những sản phẩm mà đã tạo nên tên tuổi cho Toyota. Số lượng bán ra của Vios hầu như là dẫn đầu trên thị trường. Ở xe thì có dán phim rồi che mưa đầy đủ nha các bạn. Ở cửa thì có tay nắm cửa mà cùng rơm. Và ở cửa trước bên tài thì các bạn có thể thấy được một cái nút màu đen. Đây là cái nút mà để ra vào cửa, mình có thể bấm ha, để mình có thể ra vào cửa rất là tiện lợi. Đây, vỏ xe thì còn rất là dài, thì xe này thì mới đi khoảng tầm đổi 20.000 cây số. Thì chất lượng của vỏ thì các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Vỏ còn nguyên bản theo xe. Tại do Vios thì đối với cái dòng xe này thì khoảng tầm đổi 60 cho đến 70.000 cây số thì mình mới cần phải thay vỏ. Xe thì có gắn camera gear rồi các bạn, cảm biến gear ở phía sau. Đây các bạn có thể xem sơ lược ha, về hai cái vỏ sau. Còn hệ thống gầm vuông thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, 176 hạng mục. Thì những cái chiếc xe mà bên Huy cung cấp thì luôn luôn cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản. Đây, một mẫu xe khá là đẹp. Chiếc xe này thì các bạn nếu như mà mua về thì chỉ đi thôi, không cần phải làm bất kỳ những cái công việc gì cả. Tại do mọi thứ thì bên Huy đã kiểm tra, đã bảo dưỡng đầy đủ rồi các bạn. Rồi, Huy sơ lược về cái phần nội ngoại thất cho các bạn nắm. Đó, về chiếc xe Vios được sản xuất vào năm 2019, bản cao cấp bản G. Thì bây giờ Huy sẽ mời các bạn xem về phần nội thất bên trong của xe nha. Huy mời các bạn ạ. Huy mời các bạn xem về phần nội thất bên trong của xe. Màu kem cực kỳ là đẹp và sang trọng nha các bạn, sáng sủa chiếc xe. Đây là ốp nhựa đen bóng rất là đẹp. Tay nắm bằng chrome. Đây từng chi tiết nha các bạn, không khác gì một chiếc xe mới. Da đục lỗ khá là xịn. Thì chỉ có trên cái bản G, bản cao cấp này mới được bố trí cái da đục lỗ cao cấp này rồi. Ở ghế sau thì các bạn thấy không? Có ba cái tựa đầu là dành cho ba người. Còn nếu trường hợp mà mình đi chỉ hai người thì mình có thể là sử dụng cái tựa tay ha. Đó, sử dụng cái tựa tay này để ly nước uống rồi đưa tựa tay lên, khá là tiện nghi. Những sản phẩm như thế này thì khá là hiếm trên thị trường. Bên Huy đã test kiểm tra rất là kỹ rồi. Các bạn hoàn toàn yên tâm, mình mua về mình sử dụng mình không lo bất kỳ vấn đề gì cả. Bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra. Xe thì bên Huy thì nói chung là ưu tiên đầu tiên là xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước thì bên Huy mới lái về, cho nên là đầu ra khi mà cung cấp cho các anh chị và các bạn thì các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc xe. Đây các bạn thấy không? Nó không khác gì một chiếc xe mới. Ở xe thì ở vô lăng thì có các phím chức năng rất là tiện lợi nha các bạn, điều chỉnh âm lượng, chuyển bài, chuyển kênh rồi đầy đủ. Rồi ở trên nút khởi động thì khởi động bằng cái nút bấm rồi, start up. Đầu DVD, DVD, hệ thống điều hòa tự động với những cái nút bấm màu bạc khá là tiện nghi. Nhìn rất là đẹp. Cửa gió rồi có các cái phần màu bạc, những cái viền ở trên tắp lô. Hộp số thì hộp số sử dụng hộp số vô cấp CVT, chuyển số khá là êm dịu,
cũng như là tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt các bạn. Ở trên cái táp lô thì được chủ xe bố trí một cái tấm lót cách nhiệt ở trên táp lô. Thì cái tấm này nó có tác dụng là nó sẽ giúp cho cái táp lô đỡ bị nắng hay cái nóng nha các bạn. Đó, sẽ bền hơn cho cái xe. Đó, còn cái phần này là cái việc map các bạn, bản đồ dẫn đường khá là tiện nghi. Thì do là không có cái chìa khóa đây cho nên là Huy không mở lên và hướng dẫn sơ cho các anh chị và các bạn. Khi nào các anh chị và các bạn có nhu cầu thì đến Toyota Hiroshima Tân Cảng, Huy sẽ hướng dẫn chi tiết về cái việc map này. Khá là xịn sò các bạn. Đây, còn trần rồi đây, mọi thứ ra khá là mới mẻ. Rồi thì Huy sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về phần nội thất bên trong của xe. Còn ở đây, phần cốp sau thì cực kỳ là rộng rãi. Với một chiếc xe phân khúc hạng B như Vios thì mình có thể là để rất là nhiều đồ ở phần cốp sau, vỏ sa cua, mọi thứ thì không khác gì so với một chiếc xe mới ra cả các bạn. Những chiếc xe mà bên Huy lái về thì đã kiểm tra hết rồi, cam kết là không có lỗi gì cả, các bạn yên tâm nha. 2019 còn bảo hành đầy đủ. Đây, động cơ với dung tích động cơ là 1.5, với cái những cái tính năng giống như là phun xăng trực tiếp rồi đánh lửa trực tiếp, cũng như là các cái hệ thống phối khí thông minh đua VVTi ha, được bố trí trên cái phần nạp và phần xả thì nó giúp cho cái động cơ vừa tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời lại khỏe và giảm thải cái khí thải ra môi trường các bạn. Còn động cơ thì còn bảo hành đầy đủ, từng bô lon con tán ha, từng dắt điện. Với những chiếc xe mà mới như thế này, với công nghệ Marukuri ở bên Huy thì thực sự những cái sản phẩm mà gửi đến các anh chị và các bạn là khá là tuyệt vời, không khác gì nhiều so với một cái động cơ của một chiếc xe mới. Từng cái khung xương này, đèn đồ, mọi chi tiết thì bên Huy đã làm đẹp lại cực kỳ là hiệu quả. Thì chiếc xe Vios bản cao cấp G 1.5 lít, chiếc xe này được sản xuất vào năm 2019 màu bạc. Đó, thì hiện tại bên Huy đang chào bán với chiếc xe này với giá là 515 triệu, giá còn thương lượng. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như các anh chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh để khi có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các anh chị và các bạn có thể đến tham khảo và sở hữu chiếc xe phục vụ cho gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.